Hello, xin chào các bạn nha. Và hôm nay mình lại tiếp tục làm cái video quay về cảnh núi khỉ V3 với cái đề tài là mọi người cho khỉ ăn và vui chơi với lại các chú khỉ. Rất là dễ thương nha các bạn. Mời các bạn xem nha. Xin giới thiệu với các bạn, đây là con khỉ đầu đàn ở trên núi V3. Các bạn nhìn thấy anh không? Bự, mập, khí thế, tay chân toàn cơ bắp không. Ở dưới có một cục cũng cơ bắp luôn. Mới vừa rồi có người cho một bịch xoài, cũng là xoài tứ quý, nhưng mà xoài chín. Mấy khỉ này nó khoái ăn xoài lắm các bạn, nhất là xoài chín, nhưng mà đừng chín quá nha. Bởi vì khỉ mà nó ăn ở trên cây không à. Mấy cái cây mà trồng xung quanh đây là không cây nào mà còn trái á. Tụi nó ăn từ ở trên cây ăn xuống, cho nên là cái mà chín quá là nó chơi. Mà vừa sống sống chát chát chua chua mà nó hùm hùm như thế này, nó có vị ngọt á là khỏi chơi luôn. Món này là món khoái nhất của mấy ảnh luôn á. Xoài chín hùm hùm con đệ tử ngồi đâu dám vô đâu, ngồi ngó thôi. Vô là không được á, vô là coi như là con này nó biết luật, chỉ ngồi ở ngoài ngó thôi. Giờ đợi trưởng lão ăn xong còn dư lại bỏ đó rồi nó mới vô lụm nó ăn cái phần dư đó, chứ còn mà đang ăn mà nhào nhào vô là không được, phải cách xa 16m50 nha các bạn. Này, thấy cái cận cảnh nào? Wow, tôi anh đứng dậy à. Ghê chưa? Nhìn thấy quay vòng khỉ mà tưởng giống như sư tử. Ghê không? Thấy không? Khi mà nó mới vừa bỏ đi thôi là có con nhỏ tới. Ăn liền. Và ăn cái kiểu này là ăn đúng luật nha các bạn. Đó. Mấy con nhỏ súm lại ăn cái phần dư đó, như vậy gọi là ăn đúng luật. Mà luật này gọi là luật rừng, luật của mấy con khỉ. À, lớn ăn xong rồi tới phiên mấy em nhỏ vô chia phần còn lại. Các bạn thấy mấy con khỉ con nhỏ nhảy lưng tưng ngồi sao không? Đó, nó cứ nhảy lưng tưng trên cây nó chơi á, mà nó chơi hay lắm nha. Khỉ con nó chơi theo khỉ con, khỉ mẹ thì lo ăn à. Khỉ con với khỉ con đó, nó không có được ăn các bạn, nó giống như em bé sơ sinh của mình vậy đó. À, mới sanh ra là mẹ đâu có cho em bé sơ sinh ăn được, chỉ cho bú thôi. Và mấy khỉ này cũng vậy, không có được ăn. Mà nó mà tới nó ăn, mẹ nó không có cho, mẹ nó nắm nó lôi nó ra không có cho nó ăn, chỉ cho nó bú thôi. Cái luật này nó cũng giống như loài người của mình vậy các bạn. Thì ra mẹ thì lo kiếm ăn, còn con thì lo chơi. Ở đây có bạn khỉ nhỏ ăn cái phần còn dư rồi, phần cuối cùng còn sót lại. Và đây xin giới thiệu với các bạn, đây là một trong những con đầu đàn được xếp hạng nhì nha các bạn. Nhiệm vụ của anh ta là chăm sóc những cái con nhỏ nhỏ, trẻ sơ sinh. Mấy em giúp chút đó. À, con này đi đâu là mấy thằng đó đi theo đó. Nó nguyên một bầy khỉ con lóc nhóc luôn. Và cũng vậy thôi, chỗ của anh ăn là đừng đứa nào sắp tới gần. Đây có một hai đứa là con cháu á nha. Con cháu mới được như vậy nha các bạn. Tuy nhiên cũng không được ăn chung đâu. Để anh ăn xong rồi cái phần còn lại thì mấy con nhỏ mới được ăn.
Hôm nay mình quay một đoạn video hơi ngắn nha các bạn, không có dài lắm. Các bạn coi có thấy hay thì cho mình xin một like nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Xin chào.